Rồi xin chào cả nhà, hôm nay em Nguyễn Tính đi qua giao lưu với anh Hiền với anh Cu Bi Gia Phân Sông Tô cả nhà. Đánh 6-7. Đánh 6-7 nha cả nhà. Bên anh Hiền với anh Cu đánh 70, bên Tính với Giang Quá đánh 60. Cuối ống 1 điểm. Hai. Hai điểm bằng này bằng mới nữa nha, anh Hậu mới đem về mới gáp nên anh Hậu kêu qua đây lấy vía bỏ hàng kia gì. Thầy ơi, nhớ điểm là cây di diễn đấy. Bằng lỗ bây giờ về quanh đây nha cả nhà. Về quanh không mà. Không nổi vậy chứ. Nó cao quá mẹ ổn. Còn cũng nó dễ canh á. Không cũng là nó dễ hơn. Khi con không. Dạ dạ. Sao không về đâu chạy được. Đó. Có đâu đánh hơi yếu á, không phải 6 bằng đâu. Bộ bàn chạy mướt ghê kìa, chạy kìa. Mời các bạn ơi. Đi về cắt lại đi. Một ngon một bàn lên thấp hơn bàn này đại đăng đưa ông ơi lại ảnh để gì rồi bông bi luôn nè ê chưa bỏ nè ừ. Ê, chết nè 3 điểm bị nó kéo một kéo chơi bông. Anh nói tay cứng cứng rồi bởi vì khởi động mới được. Nó bàn thì đứng dễ dễ nè, nó cao quá đứng chậm chậm. Không có đâu. Trời ơi, tại dặn máy điện rồi mà đi mà đồng bàn khá. Mới mà phải thử một. Em chưa quen. Mình thử. Mày họ đã làm dặn cái quá. Hai. Để bọc vô ấy, im bọc vô. Hãy bọc vô. Rồi em cảm ơn chị luôn. Có gì dạ không? Có hết chiều phê luôn. Uống chung hai cái vậy. Dạ cái đó là để cho đúng lên nha. Chuyện mấy lần rồi đó. Rồi 3 điểm. Không có trái để chỏ gì luôn. 3 điểm đồng. Nó chấp chưa bỏ. Bao vậy? Tao không có hụt gì đó vậy. Ai hụt thì tao vậy. Vậy đi, vậy đó. Cái gì
Mời mời cả nhà uống nước với anh em nghe nha. Mời chúc cả nhà buổi tối thật là ấm áp nha. Ăn cơm ngon miệng cả nhà. Một nữa bốn. Chị gì chưa được? Bốn ba. Ôi. Một. Quá đẹp quá đẹp. Móc cái trên xuống rồi. Ừ, bữa nay có cây inox này nữa nè. Này vừa tay á, vừa tay á. Cây inox này. Một nữa đi đi, một nữa bốn. Ủa tới đâu á, gian quá. Tôm đổ rồi. Ủa cháy nào quên rồi. Cái đầu kia hết bị rẻ hết 35.000 này. Trời. Một cái à, cái giải này giống như giải bên anh Thắng bài mới, giải mới của anh Thắng. Đánh nhờ cái sức mình đó, không phải sức bi đâu, nhờ sức mình đó. Đánh vừa tới không á. Ừ. Đánh này đánh nhờ sức mình á. Mấy? 7. 7, 73 ơi 74. Mấy bạn kia mình nhờ sức bi chạy, còn bạn này mình nhờ cái lực tay nè. Bẻ không? Tôi cho bẻ không? Bảy bốn mươi cái nhà. Một. Ủa sao nó ngán quấn gì lắm xuống à? Một nữa tám, tám bốn. Ra đây. Một. Ừ, sao ồn quá. Hai. Đi xe hả? Nhà
dư luôn. 2 nữa, 6. 6 8. Một. Nhiều luôn. Một đứa chín. 9, 6. Một. Không hợp nhau. Hai. Thôi dạ luôn. Ba, trời ơi, xem thiếu luôn rồi. Trời như mỏng luôn, 4. Năm. Trời ơi, mới gánh hổm gài khoảng tuần lễ rồi đó. Sao? Hỏi hậu ơi, đánh khoảng tuần lễ rồi đó. Không sao hả? Ừ. Không sao mà chắc hả? Ừ. Chắc là không chấp tâm thiện. Ai cốt làm tôi đi rồi. 7. Ôi trời. Tám. Bạn mới gáp nghe cả nhà, mà tự nhiên anh cu hỏi có đánh lần nào chưa nha. Tính nói đánh khoảng tuần lễ rồi đó. Chín. Mười. Thả mình đi, thả ra tính tâm mình cũng thả. Không được. Trời ơi, ra đi. 10 nó 16. 16 9. Trời ơi, mới lo. Muốn đánh sao đánh nè. Đánh nghiêm cụ dễ lắm. Đâu có ai chỉ ai đâu. Không làm áp lực. Không làm áp lực đồng đội. Còn anh lại. Đâu vậy? Một. Đã hên luôn. Hai. Trời ơi, vợ nó đá luôn. Rồi. Hai nữa là 18. 18, 9. Hãy
cái bên này nó nhờ là để mình chút xuống vậy nào. À, bởi vì nó còn mực nhiều, còn mấy kia đâu có để xuống đâu, để đập ngang không à. Một, bởi vì nó mực nó dễ bị lợt lắm. Nó 10. Đây mười 18. Ơi. Đẹp. Một. Một nữa, 19. Một. Bàn này hợp tao nè, nó chơi ấp hơi chiều muối cùi miếng á. Tao ấp hơi cùi miếng không à, ấp hơi bạn này đã. Bạn nhà anh thắng cũng vậy đó, có các bạn giải nhanh gì nè. Đánh nhờ là lực, cái lực của mình á, chứ không phải là đánh bi ai. Rồi kêu cái mà à, nổi loạn luôn chứ. Ba nữa, 13, 19. Cái điểm nó ở gì nữa trời. Trời ơi. Ủa, ấp hơi gà. Vô gà luôn. Thì ở sát coi như một phẩy xuống. Một. Đó, rồi đó. Anh cho làm hết luôn á. Đó, đây vợ luôn rồi. Hai. Chạy nó bộ. Chơi tay nghịch mà. Ba. Đó, tối nhỏ kia kìa, đang để gì nè. Anh nỉ đụng cái một cái bị chạy qua tới kia luôn rồi, bỏ cơ luôn. Đứng xong tô xe vòng á. 4. Rồi để dậu luôn, đá lên luôn. 4 nữa là 17. 17, 19. Một. Hai. Nổ luôn. Không đánh nổ, đánh nổ vàng á. Tài khó. Ba. Cứ đánh mạnh cho hai vàng hai dậu dây ga nè mà đánh thiếu lực. Đánh thiếu lực cái đội nó bị ngay. Ừ.
Tao đến đánh vàng hai dậu dây ga nè, mà đánh thiếu lực á. Hai nữa, hai một, 17. Một. Đó, chạy bộ nó không? Cái gì chơi bồ hoài? Hai. Con già là con buồn. Ok, con cột dữ. Ngủ rồi. 2 nữa. 19, 19 21. Dẫn đi. Một. Quá vậy. Làm sao mất màu quá. Một nữa, 22, 22, 19. Một. Hai người giờ cứ chơi đi chứ không thôi lỡ hồi người ta lợi người ta giành bàn nữa. Nói gì nữa. Một nữa, 20, 20, 22. Vợ muốn bỏ dép luôn kìa, ai chơi lại ba. Mình ghẻ. Hồi lúc tôi nghe bàn quy gia sao ngoại nghĩa đánh hội nó hầm cái giò bỏ chân không đi đánh luôn à, đánh hội nó hầm cái giò chịu không nổi. Rồi gì thiếu luôn kìa. Hai nữa, 24. 24, 20. Một. Một nữa, 21. 21, 24. Tung hả? Tung hả? Ôi.
Rồi. Không nhớ đâu, nhớ mà. Hai lọc dấu luôn nè. Nó đánh điểm đều mà nhục gì trời. Đúng đó. Nó bằng mới mà, ai cũng vậy thôi. Trời ơi. Mẹ. Chứ bạn này nó hợp với em nè, ấp hơi cùi mía á, bà tê lết á, lết vậy đó. Đánh mới đã. Trời ơi, đánh đầu không có đâu. Quá mỏng rồi em nội ơi. Một dù ra con ơi, người ta đánh đi cũng chết mà mấy người sao đánh được chứ. Ốc phơi cùng mía nó khác, ốc phơi xịn nó khác, ốc phơi xịn đánh bằng này đánh được. Hai bạn này hợp với em nè, đánh ốc phơi cùng mía á, bà tôi lết á, lết cho mà. Bà nó nhẹ nhàng luôn mà nữ nhưng kỳ trời. Đánh đỏ không tay mình nói chòm đổi chòm ba nữa, 27 rõ ràng đi không bi đường nào hụt hoàng cố 27-21 một gà cái ra cho vui rồi gà lắm về đủ luôn rồi trời, đều bị rơi trời. Một điểm nha cả nhà. Mở thêm. Hai. Anh Dũng mới chưa vậy? Ba. Ba nữa 24
24, 27. Hai trời ôi nghĩ thiếu rồi, hai nữa, 29, 24. Đánh cái thầu quế luôn nha. Đẹp, một điểm. Đó ghê nè. Một nữa 25, 25, 29. Có hợp lý không? Một. Đứng gần anh với anh Hậu biết vậy luôn á. Không. Hai. Bằng mới ai cũng quên nha cả nhà ơi. Ba. Bốn. Sao đến đánh hai bằng này? Đỏ sát bằng đánh này vô chắc. Năm nữa 34, 25. Ờ, tắt cơ luôn. Một. Cái này đã
một nữa 35 35 25 đi, nó chạy chậm nó chạy nhanh. Rồi nó chạy chậm người nó chạy nhanh đi. Một trời ơi. Tao gãi đầu. Vậy đó, biết. Hai. Đưa đi lên rồi đó. Học lấy mà lên trên kia không? Rồi làm tiếp. 2 nữa, 27, 27, 35. Rồi. Có ghi lộn rồi đó. Mời lon đá lại cái em dặn nó đi ngay thôi chứ cái rồi đồ này ở sát thì cũng chơi được đâu đi này. Một bị cái thằng một lại hai đó giữ tới cột chung đó rồi đó. Hai nữa. 29 29 35. Đánh cái vui vui ha. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Cố tay nè. Không. Không. 29 35 nè. Tại bằng mới anh cu với anh Hiền đánh không quen. Nghe tính với dân quá đánh khoảng tuần lễ rồi đó. Mới đem về chiều rồi. Hỏi đánh được bao lâu rồi đánh được tuần lễ rồi. Dạ. Quá đẹp, nước mỏng, ngọt đẹp. Bông bi á, bông bi đỏ á. Bông bi đỏ á. Trời ơi, tài mà nó bông bi. Ở chẳng bông bi luôn. Hay quá, hay rồi. Này, ôi trời. Người yếu không?
hai điểm rồi đó. Ba. Bốn. Bắn gì nữa? Nè nhum nhum luôn kìa anh cu ơi. Năm. Vậy à, ông cụ đánh đi gần sao? Vậy kêu anh chấp 10 đó, đánh dữ rồi không? 6. Phải. Bàn bên đây nhiều không để bên đây cho nhiêu đó trời. Tám rồi tới dây gom củi về gần luôn rồi kìa, tự lo đi, gom củi về gần luôn rồi. Tám nữa, 37, 35. Tám nữa, 37, 37, 35. Chết luôn rồi cũng. Đúng luôn vậy. Nổi đâu. Đủ dữ. Đó hơn đôi giải nữa. Đếm. Đồ bằng hơn đôi giải nữa. 2. Qua hết đi. Thấy không? Thì Quynh đi đoạn không? Đi luôn. 3. Thấy còn rộng mà. 4. Năm. Năm nữa là 41. 41, 35. Ở này 41 lơ luôn nội ơi. Năm nữa 42. Quá đi rồi. 1. Đây hai người thiếp tao chịu nổi không? Ở đây bà giang quá ơi, 2 điểm.
Bây vô cái là chị bây giờ ba ngay ba tôi không bắt nó đá vô nè trời ơi trời ba nữa 38 38 42 thằng bên nó ra nhìn kìa, nó nhìn ra nó đi luôn rồi gom củi vậy ra ngồi tới tao quên điện nó dễ hết trơn kìa. Dạ đúng rồi, giờ đó đúng không? Đúng nha. Thì phân văn dữ văn quá đánh băng là gì thôi luôn chứ nó phân văn lắm đánh mỏng chừng hụt trái luôn ra băng sao chúng mình hậu nè yêu lại nè sao người ta rút nhẹ nhàng như thế không chuột chạy bờ ganh nè đó đây không thấy không đó chuột chạy bờ ganh một nữa 39 942 tính cấp bơi ra bằng bi luôn rồi nắm băng về luôn mọi người dạ xin điểm không cho nãy mày cầm đá lên chúng luôn cả một có điểm là được anh vô hả? Hai em nói gọi bạn này nó hợp với em nè hấp hơi và đưa lết đó lên lết vô mà hai nữa 41 42 tao thấy tao đi qua đó thấy là sợ thấy là gì nè một hai cái đỏ hai dạ ba ngay ngay trắng rồi đúng rồi 4 sao nó có bốn chúng mà chỉnh đó mày
5. Đi đúng lẽ rồi, chắc cú trúng rồi. Sáu. Nè. Bảy. Như vậy 8. Im thua về. Ờ, đánh chẳng để mà 8 nữa 50, 50 41. Thua nó dần dần được đó. Đúng được ra được mà. Một. Không, chú chạy bờ ganh là vô khuôn rồi. Đứng nó trơn lắm. Bên này nó trơn hơn bển. Bất bằng dư. Tụi nè, tụi nè, 2 điểm. Một xíu luôn. Hai nữa, 43. 43 năm rồi. Không mạng cũng được cái nách thử rồi. Sợ canh không được cái dính cái giỏng luôn. Một. Hai. Hai nữa, 52. 52, 43. Một nữa, 53, 53, 43. Rồi bằng điểm rồi đó. Ơi. Một. Nó là dấu chắc đây là trời. Chơi chút nữa. Còn cái
2 3 Lý không? Đã hơn hai bộ này đâm nước cuối ông ơi, đánh là đội ảnh gì đó. Chúng ta khỏi cảm thấy gì đó. Bốn. Hay. Năm. Còn lép phê được. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Thôi lấy mép luôn. Chúng gái là bọn. Mười nữa là 63. 63, 43. Người còn 7, người còn 17. Nãy hụt rồi đó. Hai. Lấy mép đẹp quá. Thôi vắng. Có đó. Ba. Anh đá tự hơn chút. Vừa lúc. Đi chơi. Để phơi dưới chạy theo. Bốn. Năm. Không dám đánh mạnh tụt thiệt á.
hai dạo đỏ luôn. Nó đổ luôn sát rồi. Đi lại luôn. Đó, lên. Năm nữa 48. 48 63. Luôn hả? Gãy luôn. Gãy cây luôn. Gãy cây luôn, gãy khuyết luôn. Phơi không? Trời ơi đẹp. Một điểm. Hai. Ba. Bằng tiếng máy luôn á. Tự bằng tiếng máy luôn. Đánh mấy bạn kia rất lâu rồi đó. Ừ. Kia tại ai cũng thịnh canh trẻ. Bốn. Ngày nãy giờ có anh được đâu đâu. Đúng là hai ngày này bồ với nhau được. Đánh giết giết từ cuối không à? Năm. Rồi năm còn hai. Năm nó còn hai ấy nha. Bên anh Hiền với anh Cu 2 điểm, anh Tính còn tới 12 điểm. Rồi. Ô trời xém miếng. 1. Một nữa là 49. 49 68. Mà bạn đánh được. Dịch quá. Tứ bằng đi. Rồi lắm à. Luôn rồi, cột đâu. Một. Rồi dàn bắt đây này chạy lên tới đó. Một nữa khóa sổ rồi cả nhà. Bên anh Hàng với anh Cụ khóa sổ. Tại vì nó hơi xéo. Ừ nó khó. Một. Đâu biết khả năng không được. Chỉ còn trái đâu cũng được đó thôi. Do má con. Hai. Làm đứt luôn đồ bạn ơi. Ừ. Ê, sao nó giỡn nha. Ừ. Không biết, không còn còn cũng đốc, còn cũng đốc. Cuốn thì đợi, không cuốn đánh nè. Còn cũng đốc nữa. Hai nữa 51. 51 còn 9. 9 còn 1. Rồi bắt tay. Bắt tay anh Hiền ơi. Rồi vậy là xếp bây giờ phân trong tô này team Nhận Tính nó thua anh em bảy chia nha nhà. Nếu cả nhà thấy xếp video phân trong tô này hay hấp dẫn, cho thêm Nhận Tính gì với anh em bảy chia một like một subscribe nha. Nếu bật chuông thông báo nha cả nhà.
Thì mình tính đi gì với anh em ở chia ra nhiều sức đi giao phân xong tô hay hấp dẫn ở nhà xem thư giãn cho những giờ người mình nói nha. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn cả nhà.